ý tưởng hộ chiếu vaccine đang bùng nổ khắp thế giới nhưng chính xác thì hộ chiếu vaccine là sao mặt lợi là gì và mặt hại là đâu chào mừng đến với Hoa Kỳ. Chưa tiết lộ tôi là Chris Chappell. Có lẽ bạn đã biết tôi sống ở thành phố New York, hay còn được gọi là quả táo lớn, ngôi nhà của phố vua và là nơi cung cấp hòa giấy đã qua sử dụng số một thế giới. Và vì tôi sống ở thành phố New York ngày 26 tháng 3 vừa qua, tôi đã được chính thức cho phép đến nhà hát nếu muốn, hay một sự kiện thể thao, hay có thể là cả một cuộc diễu hành. Để giúp tăng trưởng nền kinh tế hoa giấy ấy mà. Cứ như thể phong tỏa đã kết thúc vậy. Miễn là tôi xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong 72 giờ qua, hoặc là tôi đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Và miễn là tôi chứng minh được nữa nhé. Tôi chứng minh bằng cách nào? Với ứng dụng Excel Pass sang trọng thuận tiện này. Rất đơn giản các bạn ạ. Tất cả những gì tôi cần làm là tải ứng dụng về điện thoại, nhập vào hàng tấn thông tin cá nhân. Ứng dụng Excelsior Pass Wallet sẽ cấp cho tôi một mã QR để người ta scan và xác thực là tôi an toàn để ở cạnh họ. Tôi có thể dùng cách này để vào Madison Square Garden, trung tâm Times Union và thậm chí là cả một đám cưới. Tôi có thể an tâm khi biết ứng dụng này đã được phê chuẩn chính thức bởi Thống đốc Andrew Cuomo. Chỉ cần là chính sách COVID được Cuomo phê duyệt, thì tôi sẽ tham gia. Excelsior Pass chỉ là ví dụ của một hiện tượng mới mà nhiều người đang gọi là hộ chiếu vaccine. Nhưng ý tưởng một người phải chứng minh họ đã được tiêm vaccine không mới. Yêu cầu đã tiêm vaccine để được tới trường công đã trở nên rất phổ biến ở Mỹ trong những năm 1960 và 1970. Những người hay đi lại giữa các nước cũng đã quen với loại thẻ vàng vaccine này vốn thường được sử dụng để chứng minh một người đã tiêm vaccine chống bệnh sốt vàng, không liên quan gì với tên thẻ mà tình cờ lại cũng có chữ vàng. Điểm mới ở đây là ý tưởng về một loại hộ chiếu vaccine kỹ thuật số, một ứng dụng tải lên điện thoại, thứ bạn có thể mang theo mình mọi lúc, mọi nơi, ngay cả ở khu phố bạn sống. Nhưng với việc các nền kinh tế trên khắp thế giới đang vật lộn vì phong tỏa do COVID-19, nhiều người đã xem hộ chiếu vaccine là một cách hay để tái mở cửa an toàn thế là đột nhiên hộ chiếu vaccine kỹ thuật số nở rộ khắp mọi nơi chúng được phát triển ở hawaii ở california cũng như ở liên minh châu âu anh quốc có kế hoạch thử nghiệm hộ chiếu vaccine riêng hộ chiếu vaccine đã được sử dụng ở iceland ả rập xê út estonia và israel một số công ty tư nhân cũng đang áp dụng các yêu cầu về tiêm vaccine cho khách hàng hoặc nhân viên một giấy thông hành do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế phát triển, cũng đang được một số hãng hàng không sử dụng. Trên thực tế, Airlines for America, một tổ chức mậu dịch ngành cho các hãng hàng không hàng đầu của Mỹ, đã viết một lá thư cầu xin chính quyền Biden tìm cách nới lỏng các hạn chế đi lại. Nên không ngạc nhiên khi ngày 29 tháng 3 vừa qua, chính quyền Biden đã nói về vai trò của chính phủ liên bang trong vấn đề hộ chiếu vaccine. Vai trò đó là gì? Tôi sẽ nói sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Liệu chính quyền Biden có lên kế hoạch triển khai một hộ chiếu vaccine cấp quốc gia? Không hề. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, chính phủ liên bang sẽ chỉ đưa ra các hướng dẫn. Cụ thể hơn, cô này nói, một quyết định hay phát triển một hộ chiếu vaccine hay bất cứ tên gì bạn muốn gọi sẽ được thúc đẩy bởi khu vực tư nhân, chúng tôi sẽ tập trung hơn vào các hướng dẫn mang tính cơ sở. Thế này rất giống cách chính phủ liên bang xử lý việc phát triển bản ghi sức khỏe điện tử hồi năm 2009 bằng đạo luật high tech. Nên đây không phải cách tiếp cận mới, lại còn tránh tạo ra các quy định bắt buộc cấp liên bang vốn có thể khiến người ta đi sai đường. Như Andy Slavitt, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về COVID-19 nói trong một cuộc họp trực tuyến hôm 29 tháng 3 không như những nơi khác trên thế giới chính phủ nước ta không cho rằng họ nắm vai trò phụ trách tạo ra một loại hộ chiếu hay là nơi lưu giữ dữ liệu của người dân chúng tôi xem đây là việc mà khu vực tư nhân đang làm và sẽ làm mục tiêu là đưa ra các hướng dẫn để hộ chiếu vaccine của khu vực tư nhân được an toàn tự do dễ tiếp cận là nguồn mở và tương thích trên khắp nước mỹ và quốc tế nhưng thế sẽ khá khó khăn có thể là rất khó khăn. Thử tưởng tượng làm việc của anh này xem. Nhưng hiện đã có ít nhất 17 sáng kiến hộ chiếu vaccine đang được triển khai. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối Quốc gia về Công nghệ Thông tin Y tế, mỗi một hệ thống hộ chiếu vaccine đều rất đặc trưng, nhưng không hẳn là theo hướng tốt theo christian McGovern, một lãnh đạo của nhà tư vấn chăm sóc sức khỏe serona strategies đây hẳn sẽ là một công việc khó khăn phi thường nếu muốn tiến đến một chuẩn đơn nhất cho tất cả vậy là rất nhiều hộ chiếu vaccine đang được triển khai nhưng tại sao những lợi điểm của hộ chiếu vaccine là gì phía ủng hộ nói về những ưu điểm như bảo vệ sức khỏe cộng đồng cảm giác an toàn cộng đồng cho phép mọi thứ trở lại bình thường nhanh hơn hồi phục kinh tế, nới lỏng đi lại và hồi sinh ngành công nghiệp du lịch. Số khác nói nó khuyến khích mọi người tiêm vaccine. Donald Rucker, người lãnh đạo phòng IT, y tế liên bang trong thời Trump, thậm chí còn lưu ý rằng sử dụng hộ chiếu vaccine để giám sát việc tiêm vaccine có thể giúp giới chức kiểm soát các tác dụng phụ trong dài hạn. Ông này nói, theo dõi việc tiêm vaccine không chỉ đơn giản là cho hộ chiếu vaccine. Việc theo dõi tiêm vaccine còn có một ý nghĩa rộng hơn của việc chúng ta giới thiệu một tác nhân sinh học mới cho cả đất nước. Ý kiến của ông ấy là một quan điểm mới mẻ. Nhưng <laughs> xét việc các loại vaccine COVID vẫn đang được thử nghiệm, hộ chiếu vaccine có thể giúp theo dõi tất cả các đối tượng thử nghiệm, chính là chúng ta. Nhưng không phải tất cả mọi người đều ủng hộ ý tưởng hộ chiếu vaccine. Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ chào mừng trở lại không phải ai cũng ủng hộ hộ chiếu vaccine trên thực tế một số bang đã đang soạn thảo các quy định pháp luật hoặc cấm hoặc hạn chế món này trong đó có florida missouri pennsylvania arkansas và montana đầu tuần trước thống đốc texas greg abbott đã ban hành một lệnh hành pháp cấm hộ chiếu vaccine trong khi đó, nữ nghị sĩ bang Georgia là Marjorie Taylor Greene đã giới thiệu một dự luật cấp liên bang cấm việc bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 và hộ chiếu vaccine, mà vốn có lẽ sẽ không được thông qua. Nhưng các chính trị gia Cộng hòa không phải là bên duy nhất lo ngại. Tiến sĩ Michael Ryan của Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ một số lo âu. Và ACLU cũng vậy. Họ lo lắng về điều gì? Về rất nhiều thứ một quan tâm chính là quyền riêng tư đảm bảo dữ liệu nhập vào ứng dụng kia sẽ ở yên đó và không rơi vào tay kẻ khác albert foskan là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của dự án giám sát công nghệ theo dõi tại trung tâm công lý thành thị một tổ chức quyền riêng tư và quyền dân sự có trụ sở tại new york ông đã nói thế này về hộ chiếu vaccine số ngay cả khi thứ này có hiệu quả như quảng cáo thì nó vẫn tạo ra một hiệu ứng ớn lạnh cho quyền dương tư từ nay về sau. Việc này đang tạo ra thứ có thể trở thành một lớp cố định trong hạ tầng theo dõi ở quy mô chúng ta chưa từng thấy trước đây kể từ vụ 11 tháng 9. Ý tưởng có một ứng dụng cấp chính phủ có thể theo dõi mọi nơi bạn đi. Có thể cho biết liệu bạn có đi siêu thị hay không, có đi nhà thờ hay không, có đi cầu nguyện hay đi bất cứ nơi nào đông người khác hay không bình luận về excelsior pass ở new york ông cũng nói rằng chưa có đủ thông tin về cách ứng dụng này thu thập dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư ông nói tôi có nhiều tài liệu kỹ thuật rất chi tiết về ảnh hưởng tới quyền riêng tư trên hầu hết các ứng dụng trên điện thoại của tôi hơn là những gì tôi biết về hộ chiếu sức khỏe này và trên hết bản thân hộ chiếu này cũng tiết lộ quá nhiều thứ không chỉ tình trạng sức khỏe và tên tuổi của người ta mà cả ngày sinh của họ nữa Jenny Wager, giám đốc các chương trình tại tổ chức Linus, cảnh báo rằng nếu làm sai, hộ chiếu vaccine có thể dẫn tới một tương lai công nghệ ủ ám. Số khác lo lắng về sự bình đẳng. Hầu hết mọi người chưa được tiêm vaccine. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, và ở Mỹ và châu Âu, việc tiếp cận với vaccine được phân phối không tương ứng giữa các cộng đồng và các độ tuổi khác nhau. Và cũng không phải ai cũng có điện thoại thông minh. Một số người như Israel Butler của Liên minh Tự do Dân sự cho châu Âu lo ngại rằng hộ chiếu này cuối cùng có thể tạo ra một xã hội hai giai tầng. Lo ngại ở đây là nếu hộ chiếu vaccine chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine và có điện thoại thông minh được tham gia đầy đủ vào xã hội thì nó có thể khiến rất nhiều người bị bỏ lại phía sau. Nó sẽ làm tổn thương chủ yếu người thiểu số và người nghèo. Về mặt chức năng, hầu hết các ứng dụng hộ chiếu vaccine có cho phép người dùng in giấy chứng thực nhưng thế vẫn cần tiếp cận tới máy in và máy tính và nếu không có điện thoại thông minh thì bạn có thể cũng không có mấy món kia luôn trên trường quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine để hạn chế đi lại có thể tạo ra một tầng lớp tinh hoa thế giới được tiêm vaccine và một thế giới hạ đẳng không thể đi lại những quan ngại khác cũng có làm sao để chống gian lận như những hộ chiếu vaccine giả được bán trên thị trường chợ đen và còn có nhiều lo ngại về bảo vệ quyền tự do cơ bản để tránh một xã hội u ám thời những năm 1930 khi ai cũng có thể yêu cầu xem giấy tờ của bạn trước khi cho bạn lên tàu hay vào trong cửa hàng. Một số chuyên gia cũng lưu ý rằng các dữ liệu về tác động của vaccine COVID-19 tới việc lây nhiễm ra sao vẫn còn rất hạn chế. Thế nên, ngay cả với hộ chiếu vaccine, rất nhiều tòa nhà vẫn yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang một số chuyện mà người ta lo ngại đã đang diễn ra ở israel ví dụ quốc hội israel đã thông qua một luật cho phép bộ y tế tiết lộ thông tin những người chưa được tiêm vaccine theo luật này tên người ta có thể bị chuyển tới bộ giáo dục bộ lao động bộ nội vụ và dịch vụ xã hội cũng như chính quyền địa phương với mục đích cho phép những cơ quan này khuyến khích mọi người tiêm vaccine và giới chức y tế khuyến nghị cấm những người không có thẻ xanh của Israel được vào trong các trường học, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và làm công tác y tế nhất định. Chỉ những sinh viên đại học đã tiêm vaccine mới được cho phép quay trở lại trường. Hiệp hội quyền công dân ở Israel đã để ý tới vụ này và yêu cầu chính quyền thông qua luật bảo vệ quyền công nhân. Nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế Israel nói rằng tiêm vaccine là trách nhiệm đạo đức nó là một phần trách nhiệm chung. Những ai không tiêm vaccine sẽ bị bỏ lại. Không ngạc nhiên đã có biểu tình ở Israel vì chuyện này. Một số người biểu tình đánh đồng hộ chiếu xanh kia với những ngôi sao vàng và hình xăm số, những thứ phát xít Đức đã dùng với người Do Thái, những người mà thật tình cờ bị phát xít xem là bẩn thỉu đầy bệnh tật. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ sử dụng hộ chiếu vaccine riêng để không cho nhập cảnh những người chưa tiêm vaccine sản xuất ở Trung Quốc. Thế cũng tốt, vì tôi chẳng muốn tới Trung Quốc tí nào. Nhưng đó là những bằng chứng cho thấy hộ chiếu vaccine kỹ thuật số có thể làm được nhiều chuyện hơn là cho tôi vào Madison Square Garden. Thế cũng tốt, vì tôi cũng chẳng muốn tới đó luôn. Vậy các bạn nghĩ sao? Liệu hộ chiếu vaccine kỹ thuật số có phải ý tưởng hay? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.